Nhà chung Love House là một chương trình truyền hình thực tế về tình yêu của 8 thành viên gồm 4 nam và 4 nữ còn độc thân cùng chung sống trong một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi do ban tổ chức chuẩn bị trong thời gian 10 ngày đến 14 ngày. 8 thành viên này đã được chương trình tuyển chọn từ nhiều ngành nghề, độ tuổi, cá tính khác nhau. Và trong số 8 thành viên, có một cặp đôi đang yêu nhau thực sự. Nếu cặp đôi này có thể giấu được mối quan hệ của mình trong thời gian sống ở nhà chung không để các thành viên khác phát hiện, thì cặp đôi đó sẽ nhận được phần thưởng là một chuyến du lịch nước ngoài dành cho hai người. Lena, 21 tuổi, công việc hiện tại là người mẫu ảnh và kinh doanh tự do, đã trải qua hai mối tình. Tường Vy, 22 tuổi, là MC và biên tập viên thể thao của kênh truyền hình FPT, có một mối tình sâu sắc năm lớp 11 và nhiều mối tình không chính thức. Cao Bá Thông, 29 tuổi, là một đạo diễn chuyên quay phim và sáng tác nhạc, đã trải qua 3 mối tình. Hoài Thương, 26 tuổi, công việc hiện nay là đạo diễn, có 2 mối tình chính thức và một mối tình đơn phương. Tường Linh, 25 tuổi, công việc hiện tại là kinh doanh tự do, có 2 mối tình chính thức. Hoàng Thạch, 27 tuổi, công việc chính là chuyên viên thiết kế đồ họa, đã trải qua 4 mối tình. Xuân Nghị, 26 tuổi, khán giả đã quá quen thuộc với cái tên Xuân Nghị qua nhiều vai diễn hài kịch, phim truyền hình khác nhau. Tuấn Khôi, 30 tuổi, một họa sĩ vẽ tranh trên kính, đã có 3 mối tình chính thức. Mình muốn nấu cơm cho bạn nữa. Cái này có mang tính chất thả thính. Tuy mì bạn nấu rất mặn nhưng mình vẫn thích ăn. Cảm ơn bạn. Anh mong kỳ tích sẽ xảy ra. Mình mong rằng bạn sẽ không bị tổn thương nữa. Nếu mà nói về rung động thì không. Tại vì em đã có bạn trai rồi. Những cái điều mà mình muốn làm nhất mà từ đầu chương trình đến giờ mình không dám làm, có nghĩa là bây giờ mình chơi bất chấp. Tập trước tuyên bố bất chấp và sẽ làm những gì mình muốn. Liệu những ngày ngắn ngủi tiếp theo, Bá Thông sẽ làm gì để chứng minh tình cảm của mình với Tường Vy? Và kết cục của chuyện tình tay ba này sẽ ra sao? Hãy cùng đón xem! Buổi chiều, các bạn nhận được thông báo bất ngờ của ban tổ chức về một chuyến đi dã ngoại cho cả nhóm. Tuấn Khôi cũng đã kịp trở về để cùng tham gia với các bạn. Vừa đặt chân đến khu du lịch Tre Việt, Tường Vy đã có một hành động hơi khó hiểu. Nhưng mà cái này em cũng đã nói với Thư rồi. Em mới nghĩ là cực kỳ giận. Hả? Thôi, em biết. What a biết. Bà lại còn ghét nhiệt tình nữa. Bí mật. Em ngất đây, chị đỡ em đi. Thôi nhưng mà em quá nặng nên chị đành thả vậy. Em tưởng chị đang nghĩ á. Thế à? Ừ. Tớ thấy hai người hợp nhau mà. Để em xin xe em, để em ngồi trên em thấy. Vì bên nghị công khai mà. Tội nghiệp anh Thông quá à? Đừng có giận em nhé. Chị không giận em đâu, nhưng chị tưởng như tội nghiệp anh Thông, chị không giận em. Anh Thông không có thật lòng đâu, để tội nghiệp. Tại thấy tưởng là ông thật lòng thì tội. Chưa sao ta? Và tin tức đống trời cứ thế được truyền tai nhau. Na và Linh vẫn đang rất bàng hoàng. Đâu? Vy nói. Để Linh luôn. Ừ. Gặp bí ẩn đó. Cái gì đó hả? Ừ. Thì luôn hả? Ừ. Xem tớ là thương với người. Không phải. Vậy diễn hay. Không biết chưa? Chưa biết đó. Mà em nghĩ chắc khôn á, nhìn khôn chắc không biết. Nhìn là thấy khôn rồi. Nhìn cái đám kiến là thấy khôn rồi. Ủa, em hẳn biết chưa? Ai cho nhìn lâu rồi. Có người nào? Có người mặc phao phao là mình được quyền hết. 3 ngày trước. Nhìn mình chưa vui không nổi. Ai hả? Không biết cách đây mấy ngày. Vậy hả? Sao em biết? Mà sao mày sao mãi diễn sâu vậy? Quan trọng không phải là được không mất. Chị em cứ nghi ngờ. Có vẻ nội bộ các thành viên đang có sự tách biệt. Chèo thử coi sao. Đi rồi. Đi. Đi. Thịnh Thúng đi không? Đi hết. Đi Thịnh Thúng rồi. Nhưng mà em Thúng quá. Đi hết luôn đi. Đi đi. Cho nó vui. Em xây cái mà đừng có bà chửi. Đi lại lượt kia. Đi lượt kia. Mấy cái đó thì không được. Em dâu rồi. Tính tiền đi.
Cảm ơn cho tôi có lẽ nhờ. Anh mệt á. Mệt mỏi. Vậy xíu anh cứ lên xuồng đi rồi có gì Vi chèo cho. Và anh chưa có hứng chơi, chút xíu nữa chơi. Tụi nó tắt bày với anh rồi. Cãi đi anh. Bơ đi mà sống. Anh, hãy nhớ câu bơ đi mà sống. Quan tâm là gì đâu. Ừ, anh có quan tâm đâu. Không bán. Tao đi chơi mà, phải chơi nhóm nó vui hiểu không? Ừ. Phải em kéo quá chứ. Anh đâu quan tâm nó làm gì? Em chả quan tâm, em chả thích luôn. Nhớ tào lao. Bớt vẩn. Thúng một thúng mấy người? Em thúng được 3 người. Thúng được 3 người thì phải 2 thúng. Thúng ca dắt kìa, có ca dắt kìa. Thúng vui hơn. Ca dắt là phải đi suối mới đã. Thúng đi. Mấy biết chèo. Thì bởi em biết đi. Cái nào không biết phải chơi, thúng dạ. Anh. Chơi luôn. Có menu đồ ăn. Sao chỉ đi qua lại vậy? Ê, nhìn anh thơm như con cá heo mắc cạn vậy đó. Thực ra là không đáng để mình quan tâm. Thôi đừng nói quan tâm. Bỏ qua kia cho nó mát đây. Đi không thì cũng không bị rơi nước đâu. Ngồi chung chung với em nè. Ngồi chung là thương nghiệp mà. Còn đi rồi nó mất vui đó. Em tụi em chơi. Ba đứa đang hút thuốc. Cái là anh cố tình là anh xin thuốc bắt chuyện đó. Là anh cho xin, cho em xin đứa thuốc nha. Ừ. Mới cầm gói thuốc lên á. Nó bỏ thuốc ở bàn luôn, không đi ra chỗ kem. Ở bên kia à. Anh thấy quê không? Ai vậy? Ba đứa đó, cả thông đầu á. Tao hiểu rồi. Nhưng mà biết chuyện là bọn nó là bị tẩy chay ngay à. Con gái không sao nhưng mà con trai thì hơi. Con gái thì bình thường. Nghe thương với Linh nó thì bình thường. Tại vì bọn em chơi cũng thân. Linh còn mở miệng ra nói tội không đấy chứ trời ơi gì đâu tội. Nó năng cây rồi. Đâu? Đây à? Đây không? Em đợi anh 2 cây. Em không được gục ngã. Đồ má chặt quá à. Anh muốn nhìn thấy em cười. Đường nó vô não em rồi, phải không? Coi chừng nước áo phao. Kể đi. Để lên. Bye bye mấy cưng. Thế là kể ra thì ông cũng chắc là cũng chịu sốc. Hồi sáng là làm cho em biết bao nhiêu. Hồi sáng dán tùm lum. Dán trên xe em với chiếc trò nổi, em nổi điên. Em ghét. Em dùng tờ giấy nó giảm. Em đi làm. Xong kêu lấy nước á. Kêu lấy nước xong rồi. Trong cái chai nước á, cũng ghi tờ giấy. Em nổi điên chứ gì. Sao cô gái thời thập niên 70 vậy? Ít ai biết rằng cái món quà được cho là sến súa đó, bà Thông đã phải dậy từ sáng sớm và dùng hết mọi tâm huyết vào đó. Khi mà Vi mở mắt dậy thì ví dụ như đây là dành cho một cái lon cà phê sữa đá hay Vi bữa thấy Vi uống nên mình sẽ chọn đó, thì đây dành cho buổi sáng tươi tỉnh, đây là dán trên gương một ngày mới vui vẻ như em, đây là thí dụ ở đây, còn đây là trên xe là lái xe cẩn thận như em, ví dụ như vậy, đại khái như vậy, mình đại khái thôi.
Nên giờ mình chỉ còn có khoảng vẹn tầm mười mấy tiếng để mình chuẩn bị thôi. Và mình còn cả một clip nữa. Mình nói chung là đang khá là nhiều chuyện. Bá Thông đã dậy từ sớm, dán những tờ giấy gửi gắm cho Tường Vi. Hy vọng Vi sẽ cảm nhận được tấm chân tình của Bá Thông. Tuy nhiên, chuyện tình yêu đôi khi lại rất khó nói. Động lòng không? Chả thấy động lòng nào, cảm thấy kinh khủng. Ai lại cua một cách... Em là phải là kiểu con gái đó. Sến hả? Sến, sến. Sến mà không thực tế, anh biết không? Mấy cái chuyện đó dễ làm lắm. Ai làm cũng được hết á. Nó không có thể hiện gì mà cái tấm lòng này nọ hết. Quẹo, quẹo. Được rồi, đừng có lo, đừng có lo. Ta hết rồi, cho đẹp vào vô đi. Rồi, rồi, không, không, chờ mình không. Để quay vòng tròn á má, thấy chưa? Đó rồi nè. Hai ba. Hai ba. Mình có đi đúng không? Má có hiểu nó sao đua lại má. Chưa, chơi ngu vậy. Chưa. Cái thuyền nó sạch ra. Cái thuyền nó là thuyền nó để dùng để lướt mà. Các bạn kém quá. Em quá vậy? Đụng nè. Lẹ không? Đụng nè. Em sợ hãi quá. Đụng nè. Đụng quá. Đó, cái này là lớp này. Đụng là qua nó lật lắm. Mình không có lật đâu. Nó là khó lật lắm. Cái bê nó mỏng hơn. Để là hơn. Qua đụng đi. Ra đây nước sạch hơn ở trong nè. Giữa bầu không khí căng thẳng, người ta vẫn thấy có hai con người dường như đã trở về trạng thái bình thường. Anh. Gì vậy? Sao? Mà anh có cách biệt gì với anh Nghị không? Hả? Có cách biệt gì với anh Nghị không? Không có đâu. Sao vậy? Mà sao anh cảm giác như là anh bị cách ly á? Cách ly với ai? Em thấy mọi người cứ đi chung với nhau á. À, đâu có đâu. Đâu có gì đâu đúng không? Không. Sao Nghị không tham gia? Dạ. Nghị đâu rồi? Nghị ở trên bờ á. Vi cũng muốn tham gia nhưng mà anh Nghị nó... Ô, tụi nó đâu hết rồi? Đâu rồi? Như kia kìa. Vô rồi, quay lại. Quay lại đi. Vô bờ được kìa. Vô bờ được kìa. Sau mọi biến cố, Khôi và Thương đã có thể nói chuyện một cách tự nhiên với nhau. Anh Vi với anh Nghị hôm nay là lập hết luôn. Công khai rồi đó. Công khai rồi đó. Ôi, coi cái quả kia đẹp quá kìa. Tới đó coi cái gì vậy? Tới để bích hoa đi ha. Tại vì anh Thông bữa nay tính làm mít tặng Vi á. Mà vậy chắc anh Thông không chiếu luôn quá. Gì đó hả? Ừ. Anh biết cái này cái gì? Cái bưởi đó. Phải. Để bứt cho tặng mấy bạn nữ mỗi bạn một bông. Để em giữ cái này nha. Giữ đi. Đây nhỉ? Ăn được không trời? Trái này chứ gì ta? Nè. Đúng rồi. Ê, không thơm anh, thơm lắm. Anh bứt ra. Ê, sao giống hoa lài quá vậy? Mùi nó y như hoa lài vậy. Thêm hai cái nữa cho Linh với Na đi. Té té té. Thôi được rồi anh ơi. Mình có hai này thôi. Cho. Ngồi yên, ngồi yên, ngồi yên, ngồi yên. Chúng ta như là vợ chồng ngư dân hàng ngày chỉ biết bứt hoa hái trái để bán lấy tiền sinh sống. Mẹ. 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 Sao cái bọn. Từ từ, rồi để cái gì nè. Từ từ, để em để. Rồi, vậy đó. Rồi. Rồi. À. Em mặc cái này cứ như là em không mặc quần vậy á. Chào lắm. Đúng không hai đứa? Trời ơi, em thấy cái thuyền nó đâu cần ngồi trên đùi đâu. Ngồi đâu má, ngồi cái cục lè đâu đấy mà chết luôn. Đâu rồi? Ngư mất đít em. Đít hả? Đụng em đi, chị đụng em đi. Hai chị chuyên nghiệp luôn á. Nè. Hai hơi sợ nha, hai đâu vậy? Hai bên kia kìa. Dừng lại đi. Không ăn được đâu, con độc đây. Có hoa đó nè, hoa đó. Dừng lại đi, để tôi dí theo coi. Chờ em đi. Sao chị mặt Linh có vẻ khoan, mặt Linh có vẻ khoan khoái quá vậy? Chị bị lên là em nóng muốn chết rồi. Oh man. Ôi, mẹ muốn chết luôn. Trong khi đó, Nghị và Vi đã thật sự tự tách mình ra khỏi mọi người và thể hiện một cách công khai.
sao là tới nổi vậy? Không biết. Anh thấy cuộc thi này anh được gì và mất gì? Được gì? Được cái là biết tình cảm nhau. Nhưng mà cũng chưa, không phải là ấy lắm. Cái đối tượng nó tầm thường quá. Không, mình nói tầm thường. Bình thường. Bình thường. Tầm thường thì không đúng, bình thường. Em buồn ngủ quá à. Hôm qua ngủ được có ha. Trai nhà giàu là xong rồi, đúng không? Trời, em gặp thiếu gì trai nhà giàu, anh nói sao vậy nghỉ? Bây giờ đẹp trai rồi. Thậm chí bây giờ có người còn nhắn tin cho em hoài mà em không thèm trả lời nè. Đây. Đi lên. Đây à. Không có đi đâu nữa. Thế nào? Anh làm gì biết? Thì đó, bởi vậy cứ vậy hoài, cãi lộn hoài. Nhưng mà em có nhắn tin lại cho người ta đâu, người ta thích em, người ta nhắn tin cho em thôi. Câu của em nói anh là sao biết á, nói hoài. Thì anh không biết người đó đâu. Nghe người đó nói chuyện nè. Người ta chung thủy, người ta có nhăn nhăn đâu. Hả? Biết mọi thứ. Gì? Em nói giỡn thôi, có ai đâu. Em nói thiệt chứ. Không có đi đâu. Anh thấy cuộc thi này giống như đầy sự lừa dối luôn. Từ lúc anh mới đặt chân vào căn nhà cho tới cái ngày thứ ba. Bây giờ vẫn có sự lừa dối mà. Nó đỏ hơn nhiều. Em đang lừa dối anh mà. Nhưng mà anh chỉ hy vọng em không phải vậy. À, anh đang tính. Tính nói gì? À, anh đang tính nói cuộc thi này đầy sự lừa dối nhưng anh hy vọng em không có phải vậy. Dài luôn. Hôm nay không được à? Hôm nay không được rồi. Bình thường là nãy giờ là anh nhắm rồi đó. Hôm nay em... cái limit của em rồi. Hôm nay em... hôm nay em mà nhìn anh nữa là em khóc á. Sao vậy? Sáng giờ đang bị buồn. Bị sao? Bị buồn rồi. Bị bể hợp đồng buồn rồi. Đồng sáng thứ hai đi chụp hình. Đi hết rồi. Hết hết rồi. Bị liệu mà. Là sao vậy? Vì sao vậy? Em không chuẩn bị tâm lý trước là có chị đi tới à? Không phải, em hay bị liệu á. Bà ở nhà trọ hả? Có nước dừa nè. Nhà bà không? Với cơm hả? À, cơm thốt rồi. Hết rồi. Em che vào, cho em che nào. Cho trái dừa luôn ơi em ơi. Em che nào dừa. Cho trái dừa. Hai trái. Hai cái gì vậy? Xoài ba trái à? Ba trái luôn. Ờ... Khoan. Khoan đâu vậy? Ủa, có được cơm luôn hả? Anh ơi, vợ em đặc biệt hái cái trái này cho anh á. Để sau này anh đi diễn kịch á, anh không có cần phải mua mút, anh đậu nhơ. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Gì cái gì đang diễn á, cái thương cái gì đang diễn. Tao biết. Để anh có chương trình đi. Hồi nãy thì kể á, mấy ba ông đó lơ nghị kiểu tẩy chay á, hiểu không? Không, em đâu có lơ. Dạ, không có đồ gì, con không có lơ. Hồi nãy nghị tới nghị ấy cái thuốc á, nghị xin thuốc để kiểu hòa nhập với mọi người á. Ba bỏ cái bao thuốc đó xong đi luôn. Tẩy hả? Ờ, thể hiện thái độ vậy luôn á. Nhưng mà có gì đâu ta, ví dụ ông Thông là vụ em nè, còn ông Thạch là hùa theo hả? Ừ, kiểu vậy. À, ông Khôi có không? Em không biết, nhưng mà kiểu cũng đi luôn á. Ông Nguyễn nói là ba người đó tẩy chay kiểu như là ấy, vậy chơi sao vui. Ừ. Nếu ông chơi thì kiểu, tại vì ông đã mở lòng, ông hòa hợp trước rồi mà kiểu không chịu. À. Chơi vậy sao vui. Ừ. Người ta không thích mình mà mình cứ dây vô người ta sao được. À. Đúng không?
Thật ra ổng ghét ổng nằm luôn, nó mệt đó. Đi chơi mệt. Tự nhiên bây giờ em ghét ông Thông cực kỳ luôn. Thấy kiểu tính con gái á, tính đàn bà á. Bây giờ ra nói thẳng thắn hết luôn đi. Ra nói công khai luôn hả? Không, không cần đâu. Giờ như mọi người đã biết hết rồi, đâu cần công khai đâu. Đúng không? Chị Hải mọi người có biết ai là cặp đôi Chị Hải không? Thôi khỏi đi, mọi người biết hết rồi. Bây giờ chị hỏi thì cũng kiểu nếu như mà trả lời không biết á thì cũng kiểu dối lòng thôi, hiểu không? Còn với lại bọn em muốn công khai mà. Bọn em không muốn giấu nữa. Thành ra anh Thông ơi, anh Thông rủ anh Nghị qua chơi chung với. Hả? Đi đâu? Đằng sau á. Ủa rồi. Đây là lát nữa Thương nói là lát nữa sẽ họp họp mọi người lại. Họp mọi người lại nói. Không, anh thạch của em rồi. Hả? Nói gì vậy? Đừng đi. Cái gì? Mọi nỗ lực hàn gắn của Thương xem ra không có kết quả, và nó chỉ khiến cho mọi việc trở nên nặng nề hơn. Tôi nghĩ là em chắc, còn nữ thì em không chắc. Tới thời điểm này rồi á, mọi người có sống thật, ai chơi thì chơi, không chơi được thì thôi. Nhưng mà biết sao, anh không muốn anh lại các anh, nhưng mà anh không có dạy cho anh khi nào anh vô. Về kỹ năng hòa nhập, nó là người tốt nhất. Đúng không? Em nghe rồi. Đúng không? Về kỹ năng hòa nhập, nghĩ là người tốt nhất, người có khả năng cao nhất, tốt nhất trong các nhóm. Mà lúc nào cũng yêu cơm cười nói vui vẻ chứ đâu phải là gì. Là em đừng có nghĩ như vậy. Không. Cũng qua là thật sự ở trên đời này nếu mà muốn cho chứ bản thân anh muốn anh sẽ làm thôi. Có nhiều chuyện là anh biết đêm với đêm nay nè, nó sẽ không ra gì, nó sẽ không ra gì, nó sẽ không có một kết quả gì tốt. Nhưng anh muốn thì anh làm thôi. Hai mẹ anh có gì mà? Không, anh thật sự anh chắc chắn nói giùm thật luôn. Bình thường không có gì hết. Anh bình thường, thật cũng bình thường. Không, mình bình thường mà. Thương ơi, tới lúc này anh khuyên em một câu, em cứ sống cho bản thân em thôi. Tha lỏng hay. Mọi người biết hết rồi, hả chưa? Mọi người hiểu. Em biết cái áo dưa hấu là chị, lại chôn. Nhưng mà em không biết. Chị đâu biết đâu, chị đâu hiểu gì đâu. Hai đứa mình như giống cùng chuồng nhau hết trời. Em cứ sống bản thân em đi. Những ngày đầu thì ok. Mình cố gắng hết sức thôi. Hoài Thương đã hẹn riêng một cuộc gặp với Bá Thông. Bây giờ anh thấy sao? Trước khi thở là chả phải thở dài đó. Đó là câu trả lời của anh. Thở dài là cho cái câu mà cạn lời ấy. Cũng có thể là vậy. Anh nghĩ là người cũ của Vi và đã từng quen nhau trong quá khứ rồi, giờ đã chia tay nhau rồi. Thì bỏ qua đi, nhưng bây giờ nó vậy làm sao? Vậy thành chi? Rồi thì anh cũng biết rồi. Nói chung là nó mất 10 triệu rồi đó. 100 triệu. 100 triệu hay 10 triệu? 100 triệu. 10. Chuyến du lịch Hàn Quốc mà. Chuyến này Hàn Quốc hả? Ừ. Vậy là mất rồi đó. Thật ra thì anh biết sao, có bữa thì Vi cũng khóc rất là nhiều. Các ngày thứ ba Vi khóc thì nói là Vi không có muốn làm tổn thương ai hết. Và cái lúc đó là anh nói cái gì với Vi là có nhiêu là nếu mà biết Vi là người bí ẩn thì anh sẽ rất là đau lòng ấy. Mà nên nói chung là bây giờ hai bên mà khó xử với nhau thì Vi là người rất là khổ tâm. Anh chưa thấy sự khổ tâm của Vi.
Và anh đang thấy sự nhẫn tâm của Vi nhiều hơn là khổ tâm. Ví dụ bọn mình chỉ gặp nhau 10 ngày thôi. Ok, nói chung là chuyện nó bỏ qua đi. Bây giờ chuyện gì anh thấy á, anh là một người thật sự là anh là một người rất là nhanh gọn lẹ. Anh không khe về nghị là cặp đó bí ẩn là mà khiến bị gọi là cách ly họ ra. Thật sự á, trong đầu anh cũng đã nghĩ á, tại vì nếu mà vậy là nó quá bậy. Cặp đôi này quá bậy. Cặp đôi tham gia chương trình rất là ẩu. Một là thử thách tình yêu của mình với là một cái giải thưởng. Hai là bạn sẽ mất tình yêu của mình rõ ràng. Nói chung là hơi ẩu vấn đề đó. Nếu mà tất nhiên mình tạo cơ hội để mình mất nhau vậy, có giấu được tình cảm của mình đúng không? Nói chung là đã phá vỡ cái quy ước lúc đầu khi với chương trình. Thì cái chuyện đó anh không muốn khe nữa. Bây giờ vấn đề á là anh bây giờ anh không còn chơi game show nữa. Tuy anh đang trong game show nhưng anh không còn chơi game show nữa. Là giờ anh cảm thấy anh không tâm lý của anh là bây giờ anh không còn chơi game show nữa. Và anh thích cái gì thì anh làm đó thôi. Riêng chuyện anh đi vì xong. Còn việc em muốn hòa đồng mọi người, em muốn thì em cứ làm. Anh chỉ nói một câu, bên anh bình thường vậy thôi. Còn mọi chuyện này phải có hai bên. Thay chẳng lẽ bây giờ anh phải đi nó nghỉ ơi, có hiểu làm gì không? Bây giờ thật sự bản thân anh không còn cảm xúc để làm những vấn đề đó nữa. Nghị và Vi đã quyết định công khai mối quan hệ của mình với các thành viên. Tình cảm của Bá Thông bây giờ đang rất khó xử, dù anh đã tuyên bố sẽ chỉ làm những gì mình thích. Liệu anh sẽ làm gì? Và cuộc tỏ tình như anh chàng dự định có được diễn ra? Mọi chuyện sẽ được rõ ràng ở tập sau.